Sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xếp cái khối những cái hình pentomino này trở thành một cái hình hộp hình chữ nhật. Chúng ta sẽ bắt đầu với cả cái hình. Rồi, như vậy là chúng ta đã hình thành xong cái hình. Tất cả các mặt đều đã được xếp vào. Rồi các bạn hãy thử với cái khối hình này nhé. Ở trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng được ngắm nhìn một chú cá sấu đúng không ạ? Rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.